Kính thưa quý thính giả và chú ý đồng đạo, chương trình phổ truyền sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Kệ Dân của Người Khùng, tức quyển nhì. Đức Thầy viết ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hòa Hảo. Tôi xin thành lòng đọc lại. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi khùng trí đôi nhìn cuộc thế, thấy dân mang sưu thuế mà thương. Chẳng qua là Nam Việt vô dương, nên tai ác xảy ra thảm thiết. Bà không cánh đổi thay, chẳng biết vàng bị nghèo, mấy chiếc chẳng còn mới mấy năm sao quá hao mòn. Mùa màng thất đói đau không thuốc, thương hại bấy lai dân đức ruột thảm vợ con đói rất đùm đeo. Gặm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gấp, mãi thiên cơ mọi phút mọi thay. Nẻo thành suy như thời tên bay, đường dinh nhục rủi mãi một lát. Ai phú quý giàu đại ra, các ta điên khùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tỉnh tâm tìm đạo. Trai trung liệt đang trai hiền thảo, gái tiết trình mới gái nam chào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà sợ. Đời tận thế mà còn lẫn lỡ, chẳng chịu mau cái dở dời lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Tương giới muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hèn biết niệm Di Đà, mà mai sao thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bảy núi còn nhiều báo, là ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời,
coi phép là của tiên của thanh. Cuộc dương thế ngày nay mỏng mạnh mà sáng giàu, còn hiếp nghèo nàn phải xa thân tầm bát nhà thoảng, sao mới khỏi hùm tha sâu bắc. Đến chừng đó bốn phương có vật, khắp quảng cầu thiết thiết tha tha. Dậy sớm mau kiếm chờ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, dòng cửu quyền sớm tối mới màu. Chờ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kiêu hành, thường những người đôi rất cơ hàn. Cảnh phồn hoa khó sanh lâm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Coi trần thế hết suy tới thành, hết lâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chớ nghèo nàn, sao đất đạo gặp điều cao quý. Mạc ba thanh đời này dễ ngây, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền, mà dương thế cứ theo biếm nhẹ. Sao lập hỏi thì già quá trẻ, khắp quảng cầu đổi xác thay hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Xem truyền thơ chẳng biết hồ ngươi, mà làm thôi điêu thuyền lỡ bố. Sao kẻ ấy làm mọi mảnh hồ, cảnh núi non nhiều thú vị kỳ. Nó trồng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Đến chừng đó thiên la lơi bùa mới biết rằng, trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao lê. Học tà đạo làm điều tà mê, theo dị đoan cung
ta. Thì sau này gặp chuyện thiết tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Thay ba tánh nghinh tăng yểm cửu, học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh giới Phật trời, chẳng có kể công sanh dưỡng dục. Thương lê thứ bại tượng trong đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyển hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Già quê dốt khuyên người tánh ngộ, giả bán buồn thức giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kiêu ngạo. Xuống mượn xác nhằm năm kể màu, buồn xóm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tanh. Nghe điên dạy sau này thôi, thành đầy chỉ đường cực lạc giảng sanh. Đừng có ham lên mặt hồng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp. Theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đã gặp dịp tu hành. Niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiếng thanh. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sánh, xưa mạc thương phụng gái non cây. Bởi võ dương đáng bậc tu mê, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba nơi pháp tràng, trị kẻ hung đồ được thanh thời nhờ chớ Nam Mô. Khuyên bổn đạo ráng mà trị chi. Xưa Tây Ba thất niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi thiên đời. Dòm biến trần cánh khổ dơi dơi, lao với khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bảo chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đồ lại bị lỡ. Mình dường bắt trước thuẫn nghiêu, lòng hiền đức nào ai có
trần thế kể sao cho xiết mượn xác trần bút tả ít hàng kể rõ ràng những việc lầm than mặt làng xóm muốn nghe thầy chép việc tôn tình khùng không có ép cho giấy vàng điện chẳng có nài lòng yêu dân chẳng nề dân dài cho bổn đạo giải khuây niệm Phật việc xảy đến đây chuyện sở thật ấy là lời của Phật giáo khuyên ráng nghe lời của kẻ khùng điên Phật tiên thánh hãy nên trọng kính bệnh ôn dịch cũng đừng mỏi thành cõi ngủ hành chẳng kha reo kêu hãy dình lòng chớ kha dệt theo nói xiên xỏ cũng không nó bêu đời quân hạ ngày nay móng mèo khuyên thế trần hãy ráng kiên vàng mặc tình ai lên ngựa xuống xe ta chẳng có ham nơi phú quý trong bổn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ vì thương đời nên lão cải sơ cho ba tánh rõ lời cháu ngọc nước Nam Việt ai là thằng ngốc người đời nay như ốc mượn hồn chim tìm cây mới gọi chim khôn người hiền đức mới là người tri theo Phật giáo sau này cao quý được nhìn xem ngọc đế sở phân lại vừa cài bể ngọc các lân cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ thấy ba tánh nhiều điều tai khổ khùng thương dân nên phải hết lời dạo lục châu chẳng có ngày ngơi mà lời thơ nào đâu có biết dạy đạo chánh về thương Nam Việt ở cao miên vì mến tần hoàng trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tính được rành chân lấy trong sao tình nhiều điều ta mấy tu hành mà dị kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm luân khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh
Chẳng lập hỏi xác thân mới rảnh, nếu không thời khó thấy Phật trời. Khùng dại dân chẳng dám ngày ngơi, đi chẳng kể tấm thân già cả. Cảnh trần thới mặc ai thông, thả chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần. Có thân thầy ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đạo ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cành tay thiên bảo ngọc đầy lầu, ráng tôn tịnh tìm nơi an dưỡng. Kẻ hiện đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trong những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bể Ngọc Long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kinh thành trưởng lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già, ráng tình tâm dẹp được lòng tà, thì được thấy Phật tiên thần thanh. Việc hôn dở hãy nên xa lánh, theo gương hiền trao sổ làm người. Sao tà tình ăn sống nuốt tươi, mà ba tánh chẳng lo cái thiện. Miệng dương thái hay bài nói quyền, sách thánh hiền ghét kẻ nhiều lời. Khuyên chúng sanh niệm Phật cõi đời, cõi hạ giai rộng mây chơi dần. Ở chòm xóm đừng cho nhớ bận, ráng giữ gìn phong qua nước nhà. Cầu tam tùng bọn gái nước ta, chớ hiểu nghĩa kẻ trai cho vàng. Ghét những kẻ có ăn bọn sẻn, thường những người đôi rách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên sai bụi. Kẻ phú quý đừng giông cơm ngồi, sao đói lòng chẳng có mà dùng. Ta yêu đời than thở chẳng
mà ba tánh chẳng theo học hỏi. A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trong chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đang tìm kiếm những người hiện đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hơn nhờ. Chốn hồng trần nhiều cảnh nhút nhơ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tranh. Chốn tổ đêm ta nên xa lánh, tự độ tường đừng có nhiệm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhớ nhuốc. Muốn tu tình nay đã gặp, cuộc đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Nên khổ lao khủng không có nại, miễn cho đời thiếu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo ca thì hãy dẹp tánh tình ít kể. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ đợi trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Lớp đau chết cười thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường. Chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thừa thớt hoành hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lai thứ biến di thương hại, dùng phép bưu màu lập lại thượng quân. Diệt thiên cơ khủng tỏ hết chân, cho trần hạ tượng nơi lao lây. Lão nào có bài điệu má mây, mà gạt lường bốn đạo chúng sanh. Đức Minh Dương ngự chốn Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghè. Trung giới hiếu ta nên trao trẻ hiền,
Thờ nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh dạng dân vô sợ. Đời quan hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sợ tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thai. Tu kiếp kiếp nếu không quá trời, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Nay trở lại như đời trổ kiệt hại tu nhân, chớ có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chí cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chớ Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm nón rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao bao quy. Mặt trai gái trẻ già có ngày, thầy khoan cười tôi rất cảm ơn. Khùng ra đời truyền giải thiệt hơn, chứ bổn đạo chớ nên khinh rẻ. Nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bóng lại có sông. Ở Tây Phương chữ Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đẽo những cây giới, củi đắp xi măng sơn phết đặt tên. Ngục A Tỳ giữa kế một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư dạy mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đó, tạo làm chi những cốt giới hình. Không nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tôn.
bồn đạo chớ nên mê ngộ thức dậy tìm đạo chánh của khùng đằng sau xem liệt quốc tranh hồng được sanh sống nhờ ơn chính bài quá phép là biết bao mà cài chính từng mây nhạc trôi tiêu thiều kẻ tà gian sao bị lỡ thiêu người tu niệm sống đời thượng cầu không dâng lệnh tây phương Phật tổ nền giáo truyền khắp cả Nam Kỳ hội long hoa chọn kẻ tu mê người hiền đức đặng phò chân chúa khuyên những kẻ giàu sang có của hải mở lòng thương xót dân nghèo cảnh vinh hoa lại quá treo leo nhà giàu có sao nhiều tai ách hỏi ba thanh rừng sâu có mặt tuy u minh mà có đền vàng lệnh Quan Âm dạy biểu khung tròn cho bổn đạo rõ nguồn chân lý lỗ thầy đám hay bài trò khởi mượn kinh luân tùng mướn lấy tiền chốn diêm đình ghi tội liên miên mà tăng chúng nào đâu có rõ theo thần tu tạo nhiều chuông mỏ từ xưa nay có mấy ai thành Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ai xa giới phương là trò kỳ quái làm trái đàn che miệng thế gian kẻ vinh hoa phú quý giàu sang mượn tăng chúng đặng làm chợ hiếu thương ba tánh gì không rõ hiểu tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn thấy lạc lầm đầy động lòng son khuyên bổn đạo hãy nên tính ngộ ở dương thế tạo nhiều cánh khổ xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh chớ chẳng lọt những người hung ác khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác quỷ vô thường dắt xuống diêm đình
sổ sách kia tội phước đinh ninh, Phật giới thượng hai đường tỏ rõ. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tịnh mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó học tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới làm hiền lành hơn tùng hớ hà. Hãy tưởng Phật hay hơn ô rê. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Nếu làm đám được dạy cực lạc, thì giàu sang được trọn hai bài. Ấy tước quyền làm ác ơi hời, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Kinh giới sám tùng nghe thành thoát, lũ nhân bông tập luyện đã rành. Đấu giới đờn kèn trống nhịp sanh, làm ăn rập đặng đồi cao gia. Tam trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lấy. Xưa thần tấu bại điều tà mê, mà giấc diều ba tánh đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đau ăn của hôi. Đốt Phật lớn chùa cao bôi rối, mà làm cho Phật giáo suy đồi. Dù gì chớ cũng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lốt. Tăng giới chúng mưa ăn đồ ngọt, nên bài ra cúng kiến hoài hoài. Ấy nhiều tiền chẳng biết thương ai, cũng giữ lại khó trừ cho đặng. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao. Lập trai đàn chạy chọt lao sao, bôi lem mặt làm tuồng hát Phật. Nay nhằm lúc mùa màng ngập thất, dạy hải mau
bỏ bớt gì đoan. Ráng giữ gìn luân lý tam can, trọn đức hạnh mới là bao quy. Nay gần đến Long Thủy xa về cảnh gian nan, ba tánh hầu cài thấy chúng sanh còn hỏi sai mê, khùng chỉ rõ đường tà nẻo chanh. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh ẩn sắc phàm, dình đạo Thích Ca làm gian ác lào quỷ lào ma, làm chân chánh là tiếng là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất mà sáng giàu, chẳng xót thương giùm, có lỡ lầm chửi mắng sầm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc trăm cúng Phật làm chi. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đầu tuần thiếu mà quơ mà tội. Không cả tiếng kêu dân ơi, hỏi hãy giúp cho kẻ đôi mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lắm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bờ. Chẳng làm phước đới làm hôn giờ, rồi vào chùa lại Phật mà chờ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chớ không dùng vật. Muốn bổn đạo thanh tịnh chân chất, rèn lòng hiền thương xót lần nhau. Kể từ dài vàng lộn giới thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cứu ba thanh không cần lời mãi, đợi giấc diệu đạo lý rành đường. Nước Nam Việt nhằm coi trung ương, sao sẽ có Phật tiến tại thế. Khuyên sư dạy bớt dụng của thấy, gắn công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thầy được thanh thôi, tu giả dối thì lao thầy lấy. Không khuyên hết kẻ ngu người trí, ráng tịnh tâm suy nghĩ đạo màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào
rành tâm từ bi dẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giảng năm canh dài thượng giải tàu hòa thượng đời. Số tội ác thì vô số cài, còn làm nhân thì quá ít nói. Hỏi công đồng xem xét hằng hồi, sai chư tướng xuống dân trần thơi. Đau nhiều chứng dễ kệ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh màng. Đường đạo lý trở nên chán nản, hãy bền lòng tâm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong não trí. Sao đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cành áo não kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là vì tình thiệt cho bá gia, rõ biết người không hãy dương trần làm dơ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lớn thiện. Chở lục tử trị tam bất diện, thầy lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép hay anh, mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Trong ba thanh tự nãy buồn bực không yêu dân, chỉ rõ đạo màu giáng trì tâm tứ niệm canh thâu. Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp. Khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước hãy tưởng Phật đừng làm bao, ngược ta phần hồn dạo khắp thế gian. Dạo sát trần nước mắt chưa chan, khắp lời thử nghe lời thầy ích. Chốn sơn lạnh bây giờ mổ mật, cho nên dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói dông dài khó hiểu.
cả đã thất còn chờ nước cơ chiếu mà còn ăn còn chốt làm chi. Ai là người quân tử tu mây, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Chừng lập hỏi khỏi thua khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chê. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghê, ta ra sức dắt diệu bá tanh. Bửu ngọc vàng lai rõ đạo màu, sơn tầm hành thích nẻo cao sâu. Kỳ giả thức tâm tìm đạo lý, hương tuyệt đăng lối bãi phục cầu. Nam mô Tam Giáo Quy Nguyên Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.